nghe nè anh. Tụi em về tới nhà chung rồi nè, ra mở cửa đi. Mọi người đâu hết rồi? Đây rồi. Đây. Bây giờ là 9 giờ 15 phút. Mọi người nhìn em với cái mắt kỳ cục vậy. Không chào mừng em tới hả? Không. Tính tới thời điểm này anh đã ở nhà được 5 tiếng hơn. Chứ mọi người, mấy bạn nữ đâu? Tới rồi. Anh cán bộ. Anh cán bộ. Anh cán bộ chạy từ công ty qua quận 7, xong từ quận 7 chạy qua quận 3 và từ quận 3 chạy về quận 7. Xin lỗi bạn, mình đi còn tít xuống dưới kia hỏi mấy người thì đó. Là chỉ đường với mình cơ. Được cái anh Nghĩa đi mù đường hơn em nữa. Anh Dũng. Anh Dũng, xin lỗi anh Dũng. Thì đó là anh nào? Anh Nghĩa là anh nào? Hồi nãy anh nói mà. Cứ nói với Nghĩa là anh nào? Hồi nãy anh nói là Dũng không biết đường nữa. Thành ra là Dũng đi rất là bất tiện. Hôm nay em đẹp lắm. Nhưng mà em đi, cảm ơn anh Dũng. Mặc dù biết nền thì vui nhưng mà mọi người ở nhà đợi rất là lâu. Thì mọi người cứ ăn trước đi, sao phải đợi? Sao vậy? Sao mà ăn trước được vậy? Tại vì tụi em về trễ thì sao tụi anh đợi? Ủa, vậy thì anh ảnh hưởng mọi người sao? Nấu mì. Nhưng mà có người sẽ không vui. Em đi làm về hả bác? Không, em ở nhà ôn bài thi. Ủa, ở nhà. Nãy em đặt xe chạy qua đây. Em đặt rồi chứ, xong rồi anh Dũng gọi, anh Dũng kêu hủy đi. Dũng tự nghĩ ra cái ý định đó đó hả Dũng? Đúng rồi, Dũng phải hiểu cho Dũng là nếu mà cơ hội trước mặt thì mình có lấy không? Miếng mỡ để miệng mèo thì mình có làm không? Nó phải hợp lý chứ. Chính xác, Dũng sẽ sửa cái đó. Tiền là hết gấp đôi thời gian mà Tuyền đi qua đây rồi. Đúng rồi. Trong khi là nếu mà Dũng ở đây là nãy giờ Dũng đã được gặp Tuyền và mọi người đã có thể ăn sớm hơn đúng không? Đúng rồi. Mà em thấy mọi người ăn trước vẫn được mà. Mọi người đang chờ em về ăn mà trong khi em kêu mọi người ăn trước cũng được. Thì em không sao đâu. Em thấy mọi người chờ có mình em thì em nói là nếu mà mọi người đói thì cứ ăn trước đi có sao đâu. Ý là mọi người muốn ăn chung với em thì bây đúng giờ rồi. Nói tóm lại là mai mốt của mình có thể rút thời gian ngắn gặp nhau nhanh hơn thì rút, còn không thì thôi. Đúng rồi. Cũng đâu có thể nào mà nhanh hơn được. Lúc mà về tới nhà mà nghe Phú nói kiểu như trách móc á thì cảm giác rất là bực mà rất là ức trong lòng, kiểu như là mình với lại anh Dũng chả có gì sai mà tại sao phải thể hiện cái thái độ như vậy, kiểu như là dồn lỗi hết vào hai người mà trong khi hai người có làm gì đâu. Cái này thực ra nói là ý định của anh thôi nhưng mà anh kéo em vào nên anh cảm thấy rất có lỗi. Đừng giận. Ý anh là em đừng giận mọi người. Cái gì nữa? Grab à? Tại lúc anh tới đây hình như là lúc 7 rưỡi. Làm bài 4 điểm rưỡi giờ. 7 rưỡi 7 giờ 45 á mà anh thấy không thấy ai hết. Anh mới hỏi là liệu có bạn gái nào thì bạn ấy. Xong anh ấy. Thì dán là cái màn hình điện thoại đi bây giờ. Anh muốn mọi người ăn chung nhau chứ cũng có ý gì đâu. Thì anh chỉ nói vậy thôi mà. Chứ nếu mà anh ăn một mình được thì chiều giờ anh ăn một mình xong rồi anh lên phòng anh ngủ rồi. Chứ mắc gì anh chờ tất cả mọi người về. Đúng rồi, Phú nó có ý. Tại vì thực ra Phú của em hôm nay là cũng chờ rất là lâu rồi á. Đáng lẽ là anh phải khóc á. Tại vì là anh là người gây ra cái việc mà. Nhưng mà anh không khóc. Tại vì anh là người mạnh mẽ. Uống nước không? Ừ. Phú mua nước chưa? Mua gì chưa? Phú? Mua gì chưa? Uống nước lọc. Ở gần đây có siêu thị đúng không? Đi, đã mất thời gian nữa, uống nước lọc đi. Trời ơi, làm gì mà bạn bức xúc thế? Đợi một tẹo thì đợi nốt đi. Nguyên ngày nay toàn là đợi thôi. Phú tỏ ra vừa giận nhưng lại vừa thương khi nhìn những giọt nước mắt của Tuyền. Phú muốn là tất cả mọi người chúng ta cùng có một cái buổi tối thật là vui vậy thôi. Nhưng mà có vẻ như là thật ra Phú trách Dũng thì chỉ trách Dũng là nhiệt tình mà nhiệt tình quá đáng và nhiệt tình không đúng chỗ cái chỗ đó thôi. Chứ Phú cũng không giận gì Tuyền. Nhưng mà Phú giận là Phú giận cái câu của Tuyền là mọi người ăn trước cũng được vậy, mắc gì phải đợi em. Câu đó nó giống như là bỏ hết tấm lòng của mọi người đã chờ mình. Mọi người cũng biết đói mà mọi người cũng chờ mình để mình tới để ăn cho vui. Mà trong khi mình lại có thể nói như vậy được. Bé Tuyền ơi. Em chưa có cái trứng này. Thôi em không ăn đâu chị ơi. Nè em đổ cái trứng cút này không, vô. Không, em ăn đâu. Nên đây ăn miếng. Không thấy miếng cút.
thích thật sự á, đâu bao giờ mệt đâu đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà... anh đâu có la gì em đâu mà em khóc. Anh chờ mọi người về ăn chung cũng là lỗi của anh hay sao? Cũng không có lỗi, cũng chỉ nói lại đến nhiều lần đó. Chứ giờ tự nhiên khóc kìa. Thực ra nếu mà Phú nói chỉ có nói như vậy á, thì không sao đâu. Thì hồi nãy Phú nói có một lần đó chứ mấy. Bây giờ Phú mới nhắc lại lần thứ hai. Nhưng mà tại vì là... mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết. Căng thẳng giữa Phú và Dũng càng gay gắt hơn. Cái giọt nước mắt nó không có đáng. Trong khi anh Phú anh rất là quan tâm mọi người và anh chỉ là nói chuyện bình thường thôi, đâu có gì đâu. Thì ý là anh chỉ muốn nói ra cái nỗi lòng của anh thôi. Nhưng mà Tiền hiểu lầm, rồi Tiền lại khóc nữa. Mình thì mình rất là lúc nào mình cũng đứng về phía phụ nữ, nhưng mà trong cái vấn đề này mình thấy là Tiền hơi trẻ con, cũng tội nghiệp cho cái tình cảm anh Phú muốn dành cho tất cả mọi người. Thế thôi. Trứng nữa. Chịu mấy thôi. Mặn quá. Nó ít mà. Vậy bây giờ mình bỏ nước vô. Thôi anh ăn hết chỗ này. Em lên trứng nha. Rồi mình... sao mai ăn nữa trơn vậy? Cũng không biết là chuyện nó sẽ lớn như vậy á, xong rồi thấy Tuyền khóc rồi Phú cũng hơi lớn tiếng một xíu thì là mọi người cũng không cảm thấy vui vẻ gì trong bữa tối ngày hôm nay nữa, thì dẫn đến một cái điều nó hơi buồn một xíu trong cái bữa tối đầu tiên ở nhà chung của mọi người. Nói rằng là từ nãy giờ em chỉ nói Dũng thôi, em không nói Tuyền gì hết á, mà trong khi Dũng không phản ứng, Tuyền phản ứng. Tại tôi thấy bạn nói đúng, nhưng mà chắc là Thuyền nó nhạy cảm. Có phải lắm. Mọi người phải ở trong cái hoàn cảnh của Phú thì mọi người mới hiểu là Phú hồi chiều giờ Phú không dám ăn nhiều luôn nữa. Có ba cái trứng rồi Phú có thể chiên ốp la hết, Phú ăn hết cái nồi cơm đó. No tới giờ rồi Phú đi ngủ luôn rồi. Nhờ Phú ráng chờ mọi người về. Phú cũng có chạy ra Family Mart luôn rồi mà Phú không mua đồ gì để làm ăn hết mà chờ mọi người về để đi chung. Rốt cuộc được gì đâu. Không, xin lỗi. Thằng Dũng biết là Dũng sai, đúng không? Còn Tuyền tự nhiên Phú chỉ kêu là thì mọi người đang đợi em về ăn, Tuyền kêu là mọi người ăn trước đi, mắc gì phải đợi. Thôi thì mai mốt em rút kinh nghiệm về ở nhà, em có anh bạn mình thì em ăn trước, mọi người về cũng làm như vậy. Thôi không được nghĩ vậy. Chút để mình nói chuyện làm rõ thôi. Chào ai có lỗi cái này à? Đủ rồi. Chỉ là một cái rất là nhỏ thôi. Có gì không, đâu mà nặng nề như vậy. Thì thực sự là không có ai có lỗi cả. Không, Phú không nói đâu có nặng nề gì đâu em. Phú bình thường. Không, nè. Phú tuy là biết nhưng mà cái thái độ của Phú em phải không đồng ý cái đấy. Phú tuy là nói cũng sai nhưng mà Dũng, cái nồng độ, Dũng cái phải, thái độ Dũng như vậy đặt, không Dũng phải đặt Dũng vào cái vị trí của Phú. Giống như là Dũng đang làm cái gì đó để cho mọi người. Mà khi mọi người về, mọi người lại hỏi ơ làm gì để làm gì. À cái câu đấy là cái câu ấy đúng không? Nói chung là em thấy anh nên ăn đi. Hiểu không? Tại vì thì anh cứ ăn đi. Tại vì anh là người thực sự đã tham gia vào câu chuyện này nó dẫn tới nên anh phải. Nhưng mà em thấy nãy giờ anh đang nói vòng vòng, anh hiểu không? Anh bên người này xong rồi chạy qua anh bên người kia. Anh bên như thế cho mọi người nó thoải mái ra chứ không. Nặng nề quá à? Em thấy nó là nặng nề hơn, không nên nói nữa. Dũng là Dũng hiểu tại sao Phú như vậy. Nhưng mà có nghĩa là khi mà mình khó chịu á thì thường Dũng là thường Dũng chọn cách im lặng. Nhưng mà có thể là Phú cái sự khó chịu của Phú có vẻ nó làm bạn ấy không giữ được sự im lặng, nên là nhiều khi là Phú đối với Dũng rồi nha. Dũng nhìn thấy là Phú nói những cái lời này nó có vẻ nó hơi nặng. Tại dù sao thì giữ một cái gì đó mang tính chất là hòa khí với mọi người, không nên nói những cái lời tuy là nó cũng vô tâm á, nó cũng không có cái ý gì đâu, nhưng mà nó sẽ làm tổn thương người khác. Em biết cái tính anh Phú mà, anh nói vậy thôi à, có ý gì đâu. Nhưng mà nói một lần thôi, nói gì mà nói hoài à. Lúc mà trong tin nhắn là anh đã chửi một lần rồi. Mà lỗi là phải của em đâu, mà cứ trách hoài. Lúc em cũng đã đặt xe tới đó luôn rồi. Xong rồi em ra em mà ngại với tài xế của em, còn đưa tiền thêm cho tài xế. Em kêu là nếu mà mọi người thấy nói thì cứ ăn trước đi, chứ đợi chi rồi ảnh hưởng cả nhà. Tại vì chị làm như vậy thì cảm giác như vậy em với anh Dũng rất là có lỗi, chị hiểu không? Nếu mà cứ nói là cả nhà đợi thôi, hai người đến bây giờ cái kiểu như là dồn hết rồi em với anh Dũng vậy. Tại vì em thấy mấy mùa trước á, bình thường cũng có người đi làm, người kia đi làm về cũng trễ, mọi người đâu có đợi đâu, mọi người cũng ăn trước rồi chừa cơm lại rồi về ăn. Nếu mọi người vẫn vui vẻ chứ đâu phải là căng như bây giờ. Lúc em mới tới á, tự nhiên ra Phú với anh Đạt nhìn kiểu anh Đạt thì còn hỏi Phú nhìn cái kiểu như là muốn trách muốn chửi gì đó.
Rồi vô gặp chị Yến cũng... Thì sự hồi lúc nãy mà em anh Dũng chưa tới á, mọi người cũng mong chờ đợi, kêu là đợi hai người về mà thấy hai người về cái mọi người mừng lắm luôn á. Mừng chị... không mừng thiệt cái không mà chị nói mừng, không không chị nói vậy thôi nhưng mà rất là mừng luôn. Mừng chắc tại được ăn khủng quá thôi, vì mọi người xíu đây đi xuống chơi với mọi người để cho không khí nó bớt căng thẳng lại. Xuống gặp bực mình khó chịu cái bị út thì em lòng cái thì em nhìn lại em nhìn lại chứ anh nói anh cũng không suy nghĩ gì đâu, anh không có giận hay cái gì đâu. Đây đi xuống vậy đây, đây cho mọi người vui đi.